Bản tin tài chính sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, giá vàng và USD đi lên, dầu giảm. Giá vàng hôm nay 30 tháng 1 2024 trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang. Giá USD thế giới cũng có xu hướng đi lên, còn giá dầu quốc tế được điều chỉnh giảm. Chốt phiên giao dịch 29 tháng 1, giá vàng miếng 4 số 9 của NGC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 74,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng miếng 4 số 9 của SGC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào là 74,3 triệu đồng một lượng và bán ra là 76,82 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng miếng SJC giao dịch tại đô thị Hà Nội kết phiên 29 tháng 1 được niêm yết ở mức 74,15 triệu đồng một lượng, ở chiều mua vào và chiều bán ra là 76,75 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco lúc 21 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở mức 2022,5 USD một ounce. Còn giá vàng tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2049 USD mỗi ounce. Giá vàng hôm nay 30 tháng 1 trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 29 tháng 1, chỉ số VN Index tăng 0,02 điểm lên 1.175,69 điểm, HNX Index giảm 0,38 điểm xuống còn 229,05 điểm, APCOM Index giảm 0,1 xuống còn 87,6 điểm. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố 29 tháng 1 ở mức 24.036 đồng USD, đứng yên so với phiên trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 29 tháng 1 giảm nhẹ, được niêm yết cuối phiên quanh mức 24.345 đến 24.715 đồng một USD. Trái lại, giá USD thế giới bật tăng. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền trụ chốt vào lúc 21 giờ 39 phút ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở mức 103,74 điểm, tăng 0,3% so với phiên trước. Giá dầu hôm nay 30 tháng 1 trên thị trường quốc tế được điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tăng lên ở mức cao nhất 2 tháng. Giới phân tích nhận định giá dầu điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục đà tăng mới. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 30 tháng 1 được áp dụng theo mức tại phiên điều chỉnh chiều 25 tháng 1 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh tăng trong đó giá xăng RON95 tăng vượt mốc 23.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 lên mức 22.170 đồng mỗi lít, giá xăng RON95 được nâng lên 23.400 đồng mỗi lít, trong khi đó giá dầu diesel ở mức 20.370 đồng mỗi lít, còn giá dầu hỏa tăng lên 20.540 đồng mỗi lít.